đàng hoàng của ba. Đàng hoàng con người ta để ý bây giờ. Kéo cái đầu mày lại đây. Ủa cha, hả? Sao cha không kiếm cái chỗ nào vắng vắng như ta, cha tới cái chỗ mà đông dân dữ vậy ta để ý sao? Nói nghe, mình ăn trộm mình cũng phải có tâm chút xíu. Tao nghe nói cái nhà này nó nhiều tiền lắm. Biết nhìn thấy uy tín rồi, nhiều tiền rồi, nhưng mà giữa ban ngày ban mặt tao mày vác hai cái thây đi ngời ngời vô ăn trộm nhà người ta, mày liều quá. Cái điều đó là mới ghê, mình đi ăn trộm ban ngày không ai hiểu không, nhưng mà khi mà thằng chủ nó ra đúng không, tao dứt nó luôn. Dốc, hồi xưa làm biết bao nhiêu vụ bị chủ tao bắt tao đập cho ra máu luôn, không sợ thì gì giờ còn mạnh miệng. Thì có thất bại mới có thành công, nhưng mà mày thấy hổng gài làm không có vố nào bị bắt mày đâu, mày thấy tao ok cho kinh nghiệm lên rồi được không? Được sao, đưa cái cài cửa ra. Dứt cãi ha, cãi ok không? Cãi từ anh làm gì tiện mở cửa nhà tôi vậy? Biết anh ra ngoài cho nên là mở cửa. Mời anh. Ủa nhưng mà cửa nhà tôi đang khóa mà sao mấy anh cãi cửa được vậy? Mấy anh là ai? Sao dạ chồng luôn hả? Giới thiệu với mày, tụi tao là ăn trộm. Mày bước vô, dứt mày luôn á. Ăn trộm mà vỗ ngực xưng tên vậy luôn hả? Mày bước vô, tao dứt mày liền, bước vô con trâu. Ăn trộm, tao báo chính quyền bây giờ, sao? Tao tha mạng cho mày cái thằng râu. Mẹ đất ơi. Mấy thằng đó làm gì bên nhà anh vậy? Nó cãi cửa nhà tôi, nó vô tính ăn trộm chứ gì. Trời đất ơi, ban ngày ban mặt nó còn vỗ ngực có xưng tên nó là ăn trộm, nó còn đòi đánh tôi nữa chứ. Tụi mày nó lộng hành vậy luôn hả? Ủa chắc mày muốn tụi mày mua thêm mấy cái khóa tôi khóa nhà tôi lại chứ không hả? Nó vô nhà tôi không biết luôn á. Thì coi kỹ lưỡng cửa nẻo lại nha. Với lại tôi đi nhà này tôi bỏ đi suốt, cái gì chị ngó ngó nhà tôi giùm nha. Bây giờ tôi trích xuất lại camera, tôi đem trình báo công an nha. Chị cẩn thận nha. Bình tĩnh thôi, manh động quá. Tức thiệt chứ, mới tự nhiên chủ nữa nha. Mày tức cái không đáng. Ủa nhà ta, ta ở mắc gì mày tức? Nhưng mà tao nói thiệt nha, sao tao làm với mày tao bực bội ghê ta. Bây giờ nó phát hiện tao mày rồi, bây giờ sao? Thì làm sao ai biết làm sao, từ từ tính coi chứ. Ê khoan mày. Nãy tao thấy cái nhà nó có cái cục gì nhìn quen lắm nha ba. Cái camera ông nội ơi. Cái camera nó ghi hình lại tao với mày đó, không phải giỡn đâu. Không phải, cái đó tao nghĩ nó là cái chuông cửa. Chuông bắt lên đó, bắt cái thang lên bấm hả bà? Dạ ông cứu nội, cái đó là cái chuông. Cái chuông là nhấn là nó phát ra âm thanh, cái chuông hiểu không? Trời, tao nói mày nghe nè, 6 năm trong nghề rồi, 4 năm ăn cơm nhà nước, kinh nghiệm đầy mình, tin tao đi. Rồi, coi như là tin mày á rồi. Giờ tính sao, giờ tính sao? Nhà cái thằng này nó giàu lắm, tao với mày canh nó. Nếu còn mà nó vắng nhà cái tao mày vô hút, chỉ cần làm một vố thôi, tiền xài không hết luôn. Tao có ông chú ở trên Tây Nguyên á, xong mình trốn mình trở nở không ai phát hiện. Chơi luôn, tao xuống sát với mày dán này luôn, xong rồi óp nghỉ giải thể. Hứa nghe. Hứa. Mày mà nói tầm bậy tầm bạ làm câu chuyện tao á nghe mà. Tao chưa nói gì tầm bậy tầm bạ nha mày. Thôi kìa, nói kìa. Tao bị cận nó thấy rõ đâu ba. Cái thằng chủ đó nó mặc cái áo đen, nó có một bộ một à, nhìn nó biết liền à. Ê. Cái này chắc nó đi công việc nè. Thời điểm này là thời điểm vàng tao với mày vô để trộm nè. Vàng cái đầu mày, nó đi báo công an cái đó mà vàng. Khủng quá mày ơi. Mày nghĩ sao nó dám báo? Thì sao? Tao với mày vô chưa ăn trộm được cái gì chân á. Nó báo cũng tội nhẹ tè à, nó không đi báo đâu. Bây giờ nó đi rồi thì nó sẽ không nghĩ là tao với mày quay lại ăn trộm. Làm không? Cũng đúng ha. Cổ nhân có câu rồi, đánh kẻ chạy đi chứ ai bắt người chạy lại bao giờ. Cổ nhân là ông nào nói câu đó vậy? Cổ nhân là người xưa. Người xưa là cổ nhân. Thôi mệt quá, đi làm không? Đi lẹ đi. Từ từ ông nội, kinh đâu. Vô mảnh rồi thằng ơi, cái TV mới tinh. Vô mảnh cái đầu mày, giờ bỡ cái này ra đường là vô khám chứ vô mảnh. Mày khùng quá. Bây giờ là tao với mày đi kiếm vòng vàng tiền bạc trước đi. Cái TV hồi là tao điện xe ba gác lại lấy sao. Gì gắt vậy cha, yên chừng cho ba gác tới, ngầu đó. Mày bớt nói nhiều lại, nói về là chết bây giờ. Kiếm đi. Không kịp, không nữa. Không kịp, nó về thôi. Trời, công nhận tụi bay gan thiệt á, dám quay lại luôn đó hả?
Ai cho mày về giờ này? Mày bị điên hả? Cái này nhà tao, tao muốn về giờ nào tao về chứ. Đúng rồi, nhà người ta mà ba. Ủa nhà của mày thì kệ mày. Nhưng mà tụi tao hai thằng mày mà bác nháo cho mày ăn cháo mày. Cháo gì tao cũng ăn thử đó. Hai mày lên lượt. Lẹ. Chạy đi, hai thằng sợ gì bạn, mình đang trên thế đó mà, dứt nó đi. Bạn chơi trước vô, tôi chơi sao? Ra đóng cửa. Đóng cửa dứt luôn. Đi. Nhanh. Tôi đóng cửa cho bạn solo nha. Mất dạy. Nãy hai thằng giờ còn mình, cái này mới đúng là solo nè. Sao? Để tôi ra đóng cửa. Không, cái này để tôi đóng được bạn, không phiền bạn đâu ha. Quay lại. Má ơi, hồi má xem nó lên phường luôn rồi trời. Có nhà cái mày bỏ nào hả? Cùng ba. Mày chiến vậy mày mới dám chơi tay đôi nó. Tao sao tao dám? Chứ tao với mày cùng một team. Team gì team? Team thằng nào nói dữ thì tao thòng team tao chạy trước. Mày hả? Mày ra tao nói là không bao giờ tao chơi và cộng tác với mày nữa. Có kinh nghiệm giàu tụi ra chạy. Chính nhắc. Ê, ê. Sao đánh bạn vậy? Chung team chung đội mà. Thì đó, chung team mà nó bỏ bạn giữa chừng nó nên ăn đấm. Ây da, ây da, ây da, anh. Cái gì vậy? Tao mới là người bắt tụi mày. Hả? Mày cái gì? Ôi cái gì? Đau. Lên. Đau anh. Đau. Hai thằng mày là đàn ông con trai, sức dai giá rộng, đủ tay đủ chân, sao không kiếm việc đàng hoàng mà làm? Người ta già cả bán từng tờ vé số để kiếm sống mưu sinh. Còn hai đứa mày, đi ăn trộm ăn cắp như vậy, tài sản của người ta cũng cực khổ làm ra mà. Hả? Dạ dạ. Anh ơi, cái này không phải là lỗi tại em, tại thằng này nó rủ em theo chứ em không muốn làm mấy cái chuyện bậy bạ gì đâu anh. Tha cho em đi anh ơi. Mất dạy. Nhục thật chứ. Tao nói làm nghề với mày tao đúng nhục nhã luôn á. Làm nghề cái gì nữa, tới phút mày là bỏ nghề đi. Vậy là vẫn còn muốn làm nghề đúng không? Đưa đi. Ok anh, đừng có dắt em lên phường mà. Em xin lỗi anh mà, tha cho em đi anh. Bàn tay dơ bẩn của hai đứa mày nãy giờ đụng vô bao nhiêu món đồ của tao, lau cho sạch. Bao nhiêu món còn dơ tao bẻ bấy nhiêu món tay. Lần này nữa thôi nha, không có được tái phạm hay chưa? Chỉ vậy thôi đúng không anh? Được cái này được. Hên, còn sống không có bị đi tụi mày. Lau liền. Đứng canh tụi nó lau, xong mà dẫn lên phường. Ủa anh ơi, nói vậy là anh.